đi à, đúng ra một đúng ra đưa chìa khóa đây, chìa khóa đây. Nữ lao công khóc nức nở van xin khi bị 4 thanh niên cướp xe máy trong đêm. Xót xa là khi chứng kiến hình ảnh người công nhân bất lực trước nhóm cướp và phẫn nộ trước hành động táo tợn của 4 thanh niên cướp xe. Theo đoạn clip được chia sẻ vào khoảng 3 giờ 24 phút ngày 3 tháng 8, khi nữ công nhân LTT, 39 tuổi, làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ chi nhánh Cầu Diễn, đang thu gom rác và đang trên đường trở về điểm tập kết, thì bị 4 thanh niên chặn đường đe dọa. Lúc này chị T đi một mình. Nhóm thanh niên chất 4 trên xe máy không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều quát lớn đe dọa chị T. Nhóm thanh niên này sau đó cướp chiếc xe máy của chị T. Dù chị khóc nức nở van xin, nhưng cả 4 thanh niên đã tàn nhẫn cướp chìa khóa rồi lái xe máy đi mất. Tiếng khóc giữa đêm của chị T khiến ai cũng xót xa. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ đã khiến cho nhiều người xem phẫn nộ, đồng thời đã liên tục chia sẻ với mong muốn sớm tìm được 4 tên cướp. Qua trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm cướp nói trên. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc.